Rồi, xin chào 500 anh em yêu quý của đồng hồ dưới Watt nha. Xin chào các dốc fan. Vâng, hôm nay đồng hồ dưới Watt chúng tôi quay một video hướng dẫn cho anh em cách chỉnh giờ mẫu đồng hồ GA-2100 đang có mặt tại hệ thống đồng hồ dưới Watt chúng tôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào cài đặt luôn anh em nhé. Rồi, trên tay tôi hiện tại đang là một mẫu đồng hồ GA-2100 này, đấy, 1ADR. Thì anh em cũng biết rồi, mẫu GA này cũng là một mẫu đồng hồ rất là hot trong thời gian qua. Đấy, được anh em rất là tín nhiệm về mẫu đồng hồ này. Bởi vì mẫu đồng hồ này được thiết kế rất là khác bọt luôn. Viền benzen được chém cạnh nó rất là khỏe khoắn. Và thứ hai nữa là cái độ mỏng của mẫu đồng hồ này rất là ok. Về chất liệu thì được kết hợp giữa carbon và nhựa. Cho nên là mẫu đồng hồ này thì chống sốc thì khỏi phải bàn rồi, quá là chất luôn. Đấy, mẫu đồng hồ này thì nó cũng có rất nhiều các chức năng ở đây. Đấy, anh em có thể xem ở đây nhé. Vâng, nhiều anh em đã dùng đồng hồ sốc nhưng thực tế ra nhiều anh em cũng không biết được cách chỉnh giờ cho mẫu đồng hồ này. Đấy, cho nên là nhiều anh em mua đồng hồ thường này đến gian hàng chúng tôi chỉnh hộ giờ. Đấy, thì hôm nay tôi cũng làm một video này để hướng dẫn cho anh em cách chỉnh giờ làm sao cho đúng quy trình và chuẩn nhất anh em nhé. Rồi, để chỉnh giờ cho mẫu đồng hồ GA-2100 này thì đầu tiên chúng ta sẽ phải nhấn vào nút Adjust anh em nhé. Nhấn vào nút Adjust này, nhấn giữ nhé. Rồi, như anh em cũng biết thì múi giờ của Việt Nam là múi giờ Bangkok, Hà Nội, Jakarta. Thì ở đây hiện tại nó đang là Bangkok đây anh em này. Ví dụ chúng ta không bắt Bangkok mà ta bắt Singapore thì ở đây nó có hai cái nút Line và nút Star này. Đấy, thì ta có thể nhấn này. Nó gọi là nút lên hoặc nút xuống đi, nó nói thế cho tiện đây. Ví dụ là Singapore này. Đấy, Hồng Kông này. Đấy, nó có 36 múi giờ quốc tế cho nên anh em muốn chọn ở nước nào cũng được. Ví dụ anh em mình có thể chọn ở Nhật Bản, đâu đâu đều được hết anh em nhé. Nhiều múi giờ quốc tế khác nhau ở đây. Thì ở hai cái nút này nó gọi là nút lên nút xuống đi. Rồi, tao sẽ bắt về BKK. BKK nó là múi giờ của Hà Nội, Bangkok, Jakarta. Khi ta đã bắt được rồi. Rồi, ta nhấn vào nút mốt để ta chuyển nó sang này. Đấy, ta chuyển sang để ta chỉnh cái chế độ khác. Đấy, phần on off này thì ta bỏ qua. Thì ở đây nó đang hỏi mình là để chế độ là 12 giờ hay là 24 giờ. Đấy, ví dụ mình muốn để 24 giờ thì ta nhấn vào cái nút Start này, Start này. Đấy, đây 24 này. Hoặc là 12 này. Đấy, tùy anh em thích để 24 này để 12 thì để. Rồi, sau đó ta nhấn tiếp nút mốt này. Đây là phần dây điện tử đang nhấp nháy đây. Thì anh em phải hiểu rằng là nó nhấp nháy ở đâu thì ta sẽ chỉnh ở đấy anh em nhé. Ví dụ bây giờ mình không muốn nó là 54, 55 như thế này, ta muốn nó về 00 này. Nhấn một phát vào đây. Đấy, ta sẽ nhấn một phát vào cái nút Start này, Start này thì nó sẽ về 00 cho anh em. Đó, về 00 này. Đấy, về 00 luôn. Đó. Rồi, phần dây này bình thường thì chúng ta không cần chỉnh bởi vì nó tự động như vậy thì mình cứ để rồi mình không cần chỉnh nữa. Rồi, ta nhấn tiếp nút mốt này để chỉnh sang phần giờ. Đấy, phần giờ. Rồi, hiện tại thì đang là 10 giờ. Đấy, ví dụ là bây giờ ta không muốn bắt 10 giờ. Đấy, mà ta muốn bắt 9 giờ đây, 8 giờ đây thì ta hai cái nút đây. Đấy, hai nút lên và xuống đây ta cứ nhấn vào đây. Đấy, 5 giờ này, ví dụ 6 7 8 9 10 đây. Hoặc là chuyển sang buổi chiều cũng được. Đây, này nó có chữ P đây, P là PM đây, AM PM. Đấy, 2 giờ đây, 3 giờ chiều đây, 4 giờ chiều đây. Thì ta sẽ nhấn về 10 giờ. Bởi vì bây giờ đang là 10 giờ sáng. Rồi, ta nhấn tiếp vào nút mốt để chuyển sang cái phần phút anh em nhé. Đó. Đang là 10 giờ 35 mà không phải là 35, muốn bắt 36, 37 đấy. Đấy, 38, 39, 40 đấy. Rồi, thì ta có thể là bắt như vậy. Rồi, 35, 36 đi. Ok. Thế khi ta đã chỉnh được như này rồi, ta lại nhấn tiếp tục vào nút mốt để chuyển sang 5. Đấy, ví dụ là bạn đang bị sai, nó là không phải 52023 mà lại 52022, 21 như thế này. Đấy, thì ta sẽ nhấn vào để ta chỉnh cho nó lên đến 23 như này. Đấy, rồi. Sau đó ta lại tiếp tục nhấn nút mốt này. Thì hiện tại như anh em thấy rồi, đây đang là ngày 10 tháng 2. Đấy, tháng trước, ngày sau. Rồi, thì bây giờ không phải là tháng 2 mà tháng 1 thôi, hoặc là tháng đấy. Tháng 6, tháng 7 đấy. Đấy, thì ta sẽ bắt nó về tháng 2 như thế này. Rồi, sau đó ta nhấn tiếp nút mốt này. Đấy, ta nhấn tiếp nút mốt thì bây giờ nó là ngày 10. Đấy, bây giờ chúng ta không phải ngày 10, 9, 8 thì ta cũng như vậy thôi. Đấy. Ta cũng bắt như vậy thôi. Rồi, sau đó ta lại tiếp tục nhấn nút mốt. Thì đây nó là cái phần nhạc của em nó này. tắt này hoặc mở này này. Đấy. Tắt hoặc mở cái phần nhạc, gọi là cái chuông ấy, chuông nó kêu ấy anh em ạ, tít tít ấy, nó kêu tít tít đấy, thì mình muốn tắt hoặc mở, tắt nó đi hoặc mở là đều được. Rồi ta nhấn tiếp nút mode. Thế đây nó là cái phần light đèn sáng ấy, cái độ sáng của đèn 1 hoặc 3, nó có độ sáng ở đèn ở 1 hoặc 3 thì anh em có thể để 3 thì nó sáng hơn, 1 thì nó tối hơn. Để 3 cho nó sáng nhưng tốn pin hơn anh em nhé. Rồi, nhấn tiếp nút mode này. Đấy, thì khi ta nhấn tiếp nút mode thì nó sẽ quay lại trở về ban đầu cho anh em. Đấy, nó quay lại trở về ban đầu. Thì để cho anh em chỉnh sai chỗ nào thì anh em có thể chỉnh lại. Rồi, ta nhấn tiếp đây. Đấy, nó lại quay lại như phần ban đầu cho anh em thôi. Rồi. Đó, khi nó đã xong rồi. Đấy. Khi xong rồi thì nó quay như thế này. Rồi, ta kết thúc cái quá trình cài đặt này cho em nó. Thì ta nhấn một phát vào cái nút action này, nhấn một phát thôi nhé anh em nhé. Rồi. Thế thì bây giờ nó sẽ chỉnh về đúng cái giờ chuẩn cho anh em. Đây, ngày mùng 10 tháng 2 này. Đấy. Khi mà anh em không muốn là nó hiển thị ở trên này là mùng 10 tháng 2 mà muốn là giờ thì ta nhấn vào cái nút Start này. Đấy thì hiện đang 10 giờ 38 đây. Đấy. Thì khi mà chuyển lại thì ta lại nhấn vào cái nút Start này thì nó sẽ chuyển lại mùng 10 tháng 2 cho anh em. Vâng, bây giờ ta sẽ chuyển sang phần cài đặt báo thức nhé. Khi anh em muốn cài đặt báo thức thì anh em nhấn vào nút mốt này, chọn về phần alarm. Alarm đây. Vâng, bây giờ nó đang mặc định là 12:00. Rồi, bây giờ chúng ta muốn chỉnh báo thức cho em này thì ta sẽ nhấn giữ nút ăn chớt này. Rồi, hiện tại cái số 12 giờ đang nhấp nháy đây anh em này, 12 giờ đang nhấp nháy mà bây giờ ta muốn cài đặt cho em nó là 6 giờ sáng nó hoặc 7 giờ đi. Đây. 7 giờ sáng nhé, 7 giờ 30 nhé. Rồi, ta nhấn là nút mốt tiếp này. Rồi, thì hiện tại nó đang nhấp nháy ở chỗ 00 đây. Rồi, ta nhấn tiếp này. Đấy, ví dụ 30, ta sẽ nhấn lùi hoặc nhấn tiến đều được đây anh em nhé. Nhấn lùi hoặc tiến đều được. Đây. Nhấn lùi hoặc tiến. Nó đều cho phép mình làm như vậy. Rồi, 30, 7 giờ 30. Rồi. Sau đó thì ta nhấn tiếp nút mốt này. Đấy, thì nó sẽ quay lại cho anh em. Đây, nó sẽ quay lại cho anh em đây. Là anh em nếu mà muốn chỉnh 8 giờ, 9 giờ thì anh em mình cứ thế thôi. Đấy, nhấn nút mốt. Rồi khi mà ta kết thúc cái quá trình cài đặt này thì ta lại nhấn vào nút đã chốt để cài đặt cho nó. Rồi, thì 7 giờ 30 sáng ngày mai nó sẽ kêu tít tít cho anh em để báo thức cho anh em. Đó. Chế độ báo thức này ra thì nó có nhiều cái chế độ để chỉnh. Ví dụ là chẳng hạn như là bạn muốn là chạy thể dục thể thao. Ví dụ chẳng hạn như bạn muốn chạy 100m ấy. Đấy, mà bạn muốn là đo xem là mình chạy 100m mất bao nhiêu giây chẳng hạn thế. Đây thì ta sẽ nhấn vào đây. Và ta sẽ nhấn vào nút Start này và nút Line này. Thì bắt đầu nó đếm cho anh em đây. Đây, nó đếm cho anh em này. Đấy, 4 giây này, 5 giây này, 6 giây này. Đó. Ví dụ mình chạy 100m mà mình muốn nó là bao nhiêu rồi. Khi đó ta mới dừng lại. Ví dụ chạy 100m xong rồi dừng. Đấy. Hiện tại bạn đang chạy là 13 giây 33. Đây, 13 giây 33 này. Đấy, 13 giây 33 tích. Đó, ok chưa? Nó tiếp tục này. Đấy. Rồi khi anh em mình muốn reset nó về 00 anh em nhé, thì ta sẽ nhấn vào nút chốt một phát này. Nhấn vào nút chốt đấy, nó sẽ về 00 cho anh em. Này, 00.00. Và bây giờ ta lại tiếp tục chạy này. Này, nó lại đếm cho anh em này. Rồi dừng này. Rồi, ok chưa? Rồi chạy tiếp này. Dừng này. Rồi ok chưa? Rồi, bây giờ ta muốn reset nó về 00 này. Nhấn vào nút áp chớt một phát là nó lại về 00 cho anh em. Nó trở về 00 cho anh em. Ngoài cái thời gian đếm xuôi thì nó có cả cái chế độ thời gian đếm ngược anh em nhé. Vừa rồi ta đã cài đặt là đếm xuôi. Bây giờ ta sẽ cài đặt đếm ngược cho em nó này. Ví dụ là anh em muốn chạy là nó đếm ngược. Đây, 10 giây trở lại đây anh em nhé. Nhìn đấy, này. Ta sẽ lại nhấn vào nút Start này. Đấy, Start này. Đó, nó sẽ đếm ngược lại cho anh em. Đây này. Đấy, 9 phút 53 52 này, nó đếm ngược lại này. 50 này, 49 này. Đó, ta dừng này. Đấy, đếm tiếp này. Dừng này. Rồi ok chưa? Vâng, bây giờ ta muốn cài đặt nó về cái chế độ ban đầu này. Lại nhấn vào nút áp chớt một cái này. Nó lại trở về 00 cho anh em đây. Đấy, 10 phút 00 cho anh em. Rồi, bây giờ ta lại tiếp tục này. Đó, nó lại đếm ngược cho anh em đây. Nó lại đếm ngược cho anh em. Đó. thì rất là hay anh em ạ. Rồi ta dừng này, trở về 10 phút 00 cho em nó đây, ok chưa? Rồi, và ngoài cái chế độ là cài đặt giờ đếm trôi, giờ đếm ngược này, báo thức này, giờ phút giây này, ngày tháng các thứ của em nó thì nó cũng có nhiều cái cài đặt khác. Rồi cái đấy thì nó cũng không cần thiết lắm trong quá trình sử dụng của anh em mình, thì anh em có thể là tham khảo thêm. Thì cái quy trình cài đặt cho một mẫu đồng hồ GA-2100 thì nó cũng đơn giản như vậy thôi. Đấy, nhưng mà mình phải hiểu được cái nguyên lý của nó. Khi cài đặt thì mình phải ấn nút nào, giữ nút nào, làm thế nào để cho em nó về được cái chế độ chuẩn là như vậy. Rồi, thì quy trình cài đặt nó là như thế. Anh em cần hỏi thêm gì thì cũng có thể comment dưới video này, hoặc gọi điện cho chúng tôi để chúng tôi có thể hướng dẫn thêm cho anh em nhé. Rồi, vừa rồi thì tôi đã hướng dẫn cho anh em cách cài đặt của mẫu đồng hồ GA-2100 này. Thì ở trên tay tôi hiện tại đây đang là một mẫu đồng hồ cũng giống như cái mẫu GA-2100 này, nhưng mà đây nó lại là GA-2110 ET anh em nhé. Vâng, về cái giao diện của em nó thì tôi thấy không có gì khác nhau cả. Đấy, nó chỉ là cái khác cái mã là đời trước đời sau thôi. Vâng, về hình thức của em nó thì tôi thấy là giống hệt nhau. Về cái quy trình cài đặt của em nó thì cũng giống nhau thôi, không có gì là khác biệt hơn đâu. Hiện tại thì như mẫu đồng hồ này hiện tại đang là kim giờ kim phút sai này. Đấy, thì bây giờ tôi lại hướng dẫn cho anh em về cách cài đặt của mẫu đồng hồ này nữa. Rồi, đầu tiên anh em cũng nhấn giữ nút át chớt này. Rồi, khi nhấn giữ mà thấy cái phần kim này chuyển động thì bắt đầu ta sẽ vào quy trình cài đặt của em nó. Thì ở đây anh em cũng nhìn thấy trên màn hình hiển thị của em nó đây này, thì nó đang là giờ của Tokyo chứ không phải là giờ của Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ phải bắt cái múi giờ của em nó về cái múi giờ Việt Nam. Rồi, thì phải là về BKK, nó gọi là Bangkok anh em nhé. Rồi, ta sẽ nhấn vào nút line này. Đây, ta sẽ tìm về BKK. Đấy, DHKK là Hồng Kông này, Singapore này. Đấy, BKK đây. Rồi, sau đó này, ta nhấn vào nút mốt. Đấy, phần on up này thì ta có thể ở bộ on đây. Đấy, tắt hoặc mở. Đây, chế độ 12, 24 này. Đấy, 24, 12. Tùy anh em muốn để 24 hay 12 nhé. Rồi, bây giờ đến phần dây này, cũng như cái quy trình của mẫu đồng hồ trước thôi, thì cũng muốn cho em nó về 00 thì ta nhấn vào cái nút start này. Thì nó sẽ về 00 cho anh em. Rồi, không thì ta bỏ qua cũng được. Rồi, ta nhấn tiếp này. Thì hiện tại đây nó đang là 10 giờ 47 anh em nhé. 10 giờ 47 mà nếu không phải là 10 giờ mà lại là 9 giờ, 11 giờ, 12 giờ như thế này. Đấy. Thì anh em có thể là nhấn hai nút này. Nút lên và nút xuống này, điều hướng cho em nó. Rồi, sau đó này, ta lại nhấn vào tiếp nút mốt. Vâng, đến phần chỉnh phút. Đây. Đấy, không phải 47 mà là 45, 46 đi. Anh em sẽ chỉ cần chỉnh hai cái nút này thôi. Rồi, ta nhấn tiếp này. Đang là năm 2023, nếu không phải 23, 22 đấy, 21 đấy. Đấy, thì anh em có thể là nhấn hai nút này thôi. Rồi, ta nhấn tiếp nút mốt. Đấy, hôm nay là ngày 10 tháng 2 này. Rồi, đúng rồi thì thôi, mà không đúng thì anh em có thể tự chỉnh. Đấy, cứ lên và xuống thôi. Nhấn tiếp nút mốt này. Thì đấy, ngày mùng 10 này, không phải mùng 10, mùng 9 chẳng hạn gì đấy. Thì ta sẽ chỉnh nó lên mùng 10. Đấy, nhấn vào hai nút này. Tiếp tục. Đây là phần nhạc đây. Đấy, phần chuông đây. Ta bỏ hoặc tắt này. Tắt nó đi cũng được, tùy. Rồi. Thì đây cũng phần light này. Tức là cái chế độ đèn của em nó sáng ấy. Anh em muốn là nó sáng hơn thì nhấn vào 3. Muốn nó tối thì nhấn vào 1 anh em nhé. Để nó đỡ tốn pin. Rồi. Ta tiếp tục nhấn nút mốt. Đấy, thì nó sẽ quay lại cái chế độ ban đầu cho anh em. Rồi, để kết thúc quá trình cài đặt này, ta lại nhấn vào nút áp chớt này. Đó, thì em nó sẽ về cái múi giờ của Việt Nam cho anh em. Rồi, anh em đợi tí là nó sẽ về đúng múi giờ đấy cho anh em. Đấy, anh em thấy chuẩn chưa? Đấy. Ví dụ đây là nó đang đây 10 giờ 49 này. Đấy, như mẫu này nữa là 10 giờ 50. Cái kim phút và cái kim phút bên này nó đang hơi lệch nhau một chút. Thì ta sẽ chỉnh cho nó về 10 giờ 50 nhá. Rồi, nhấn nút quan chớt này. BKK này. Rồi, bây giờ ta sẽ nhấn nút quan chớt này. Rồi. Ta điều hướng em nó bằng nút mốt này. Đây, Hiện tại nó là 10 giờ 51 rồi. Rồi ta sẽ chỉnh cho em nó về 51 nha. Đây 51, ok chưa? Rồi ta kết thúc cho em nó là nhấn vào nút đã chớt này. Đấy, anh em nhìn thấy hai cái đồng hồ giống hệt nhau chưa? Đã giống nhau luôn. Về các chế độ khác như là báo thức này, giờ đếm xuôi, giờ đếm ngược thì nó tương đồng giống nhau anh em nhé. Anh em có thể xem lại cái quy trình cài đặt của mẫu GA-2100 này. Vâng, hai mẫu đồng hồ này thì hiện tại đang được bán tại hệ thống đồng hồ GW anh em này. Đấy, thì cũng có địa chỉ đây. Tầng G trung tâm mại Garden này, tầng hầm Bixi Samco Long Biên này, đây có website này, có hotline, các thứ cho anh em. Đấy, anh em nào kết yêu mến đồng hồ GW thì hãy ủng hộ cho hệ thống đồng hồ GW anh em nhé. Thì đi kèm với sản phẩm thì bao giờ cũng có chiếc hộp đây. Đây là một chiếc hộp chính hãng của em nó đây. Thì cũng mở qua để cho anh em xem qua. Thì bao giờ cũng có một hộp thiếc vân cát ở trong như thế này. Rất là đẹp luôn. Đó. Rồi, trên đây thì tôi đã hướng dẫn xong cách cài đặt mẫu đồng hồ GA-2100 và GA-2110. Vâng, anh em có cần hỏi thêm gì thì cũng có thể comment dưới video này để tôi có thể giải đáp cho anh em nhé. Rồi, anh em xem video thì nhớ like, share, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho hệ thống đồng hồ GA-2100 chúng tôi ngày càng phát triển hơn nữa, cũng như là để xem những video mới nhất của chúng tôi khi review về sản phẩm trong thời gian tới. Vâng, còn bây giờ thì tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video lần sau. Xin chào và tạm biệt.